sự phát triển của công nghệ Generative AI, AI tạo sinh với khả năng tạo ra những video giả mà như thật thì đang khiến những người có công việc làm nội dung video như tôi thì cũng phải giật mình. Bởi vì tất cả những gì người dùng cần làm chỉ là đưa ra hoặc là thay đổi các câu lệnh gợi ý. Đây chỉ là hình ảnh mà tôi tự làm để quý vị dễ hình dung thôi. Chứ tin chắc là nếu mà AI làm thật thì chất lượng sẽ đẹp hơn nhiều. Và AI tạo sinh thì cũng đang làm tốt hơn nhiều việc trong nhiều ngành kinh tế của nước ta. Tôi là Chính Vũ và đây là Chuyển động Kỳ Lân. Chỉ với 3 kỹ sư chính, nhóm của anh Thiên đã thực hiện một sản phẩm marketing là tạo ảnh có mã QR nhận tiền lì xì Tết với mức độ lan tỏa đến hàng triệu người sử dụng. Mức lan tỏa này có được nhờ ưu điểm của công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Sau vài thao tác với ít thời gian chờ, ai cũng có thể tự tạo ra hình ảnh mang dấu ấn cá nhân. Phải đảm bảo là nó phải giữ được nét đặc trưng của người đó. Nhìn người dùng nhìn vô là người ta sẽ nhận thấy đó chính là họ. Với cái nhiệm vụ như vậy thì sau hàng chục giờ huấn luyện mô hình và với hàng trăm nghìn cái mẫu như vậy một cái mô hình có thể tạo ra được những cái kiểu dáng rất là vui vẻ. Nhìn vô cái lượt mà mình thấy viral, cái lượt share ở trên mạng xã hội thì mình thấy rất là vui. Bắt đầu đầu tư cho trí tuệ nhân tạo gần chục năm nay, Kỳ Lân Công nghệ Momo đã ghi nhận những hiệu quả cụ thể từ AI, đặc biệt khi áp dụng vào các dịch vụ tài chính như chấm điểm tín dụng, định danh người dùng. AI có thể làm giảm thời gian hoàn thành các tác vụ từ hàng tuần xuống chỉ còn vài phút, cũng tức là tiết giảm rất nhiều sức người. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục áp dụng AI để giảm ít nhất gấp 5 sức người trong thời gian tới. Hiện tại cái hàm lượng AI trong sản phẩm Momo nó đang khoảng cỡ 5-7% gì đấy. Và tụi mình thì đang đặt ra một mục tiêu tham vọng là nó phải chiếm được khoảng 30-35%. Như thế có nghĩa rằng là những cái tính năng hiện giờ mà người dùng của mình đang phải dùng người để thực hiện thì có thể sẽ phải thì 30-35% họ sẽ tiết kiệm được 30-35% thời gian tại vì bây giờ AI đã hỗ trợ. Những cái tính năng mà hiện giờ cái số lượng người dùng nó bị giới hạn vì cái nguồn lực của mình thì nó sẽ được mở rộng ra. Một số nghiên cứu quốc tế cho thấy 46% các tổ chức cho biết họ tăng đến 25% ngân sách để đầu tư cho các ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Đặc biệt là từ đầu năm nay, lượng vốn đầu tư vào các công ty AI tăng thẳng đứng, hiện đạt hơn 28 tỷ đô la Mỹ. AI ngày càng phát triển đang khiến câu hỏi liệu AI có thể thay thế con người ngày càng nóng. Theo báo cáo năm 2023 của Microsoft, mặc dù phần lớn người Việt được khảo sát thoải mái với việc AI có thể giúp san sẻ, tăng hiệu quả công việc, nhưng có 54% người lao động Việt Nam lo lắng AI sẽ thay thế vị trí công việc của mình. Một số chuyên gia cho rằng, điều quan trọng hơn cả vẫn là sự chủ động của các cá nhân tổ chức để thay đổi, thích ứng trước AI, thay vì tranh luận đây là cơ hay nguy. Mình sẽ đưa cái công nghệ này vào công ty và tổ chức của mình thế nào, có thể là tạo ra sản phẩm mới luôn hoặc là giúp chúng ta tăng hiệu quả công việc. Đó là cái mà các tổ chức đều phải suy nghĩ đến và phải đưa ra một cái chiến lược nhất định. Mảng này thì có một cái đặc tính là nó cũng đang phát triển rất là nhanh, thế nên là mình cũng phải gọi là chuẩn bị và bắt đầu thử nghiệm rất là nhanh với cái này. Dù vậy, để thành công với AI là bài toán khó nhằn. Chẳng hạn như với AI tạo sinh sẽ đòi hỏi nguồn lực đầu tư đặc biệt lớn vào các hạ tầng phần cứng đắt đỏ. Theo giới trong ngành, tính riêng chi phí huấn luyện AI tạo sinh đã lên đến vài chục triệu đô la Mỹ cho một vòng huấn luyện, trong khi thường phải mất nhiều năm trời đầu tư, doanh nghiệp mới thu được quả ngọt từ AI.